Có những mặt hàng nhu cầu tăng khiến người bán vui mừng, nhưng có những mặt hàng tăng cùng lại là một nỗi buồn. Đó là câu chuyện ở Indonesia. Tại một xưởng sản xuất quan tài ở Jakarta, những người thợ mộc đang miệt mài làm việc để kịp trả hàng cho khách. Trước khi số người chết tăng đột biến, chúng tôi thường chỉ làm tối đa 10 chiếc quan tài một ngày, nhưng giờ là 30 đơn đặt hàng một ngày, việc nhân đôi lên. Ông Olaska Buba cùng các nhân viên đang đóng quan tài rồi sơn màu nâu cho chúng. Những chiếc quan tài sau đó được lắp một lớp lót, bọc lại trước khi chuyển cho khách. Vật liệu dùng đóng quan tài ngày càng khó tìm hơn vì giá ván ép tăng. Ông cũng nhận đơn đặt hàng từ các gia đình. Ít nhất có 5 đến 7 đơn hàng do gia đình đặt trực tiếp. Indonesia đang chiến đấu với một trong những đợt dịch tồi tệ nhất ở châu Á, nhất là khi biến thể Delta rất dễ lây lan. Trong 24 giờ qua, tính đến sáng mùng 7 tháng 7, Indonesia tiếp tục chứng kiến số ca mắc COVID-19 cao chưa từng có, với 31.189 trường hợp và số ca tử vong cũng tăng kỷ lục với 728 trường hợp. Chúng tôi khá lo lắng với tình hình hiện nay vì thấy có nhiều người chết. Ông khuyên mọi người điều gì? Mọi người hãy tuân thủ các quy định của chính phủ, giữ khẩu trang và khoảng cách. Những hạn chế đi lại chặt chẽ hơn được áp đặt ở Java và Bali là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch COVID-19. Ngày 6 tháng 7, 20 tỉnh cũng thực hiện các biện pháp hạn chế để kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Bệnh viện hoạt động hết công suất và luôn trong tình trạng gần như quá tải. Indonesia đã chuẩn bị các cơ sở y tế dự phòng ứng phó với kịch bản xấu nhất là số ca mắc mới COVID-19 ở nước này tăng lên 40.000 đến 50.000 ca một ngày. Các chuyên gia dự báo số ca mắc COVID-19 tại quốc gia này sẽ còn tăng trong thời gian tới, đỉnh điểm có thể rơi vào cuối tháng 7 với 100.000 ca mắc mới mỗi ngày.